như chị vừa nhắc tới thì uh, ngoài những cái uh, ca sĩ nghệ sĩ nữ thì chị có kết hợp với cả đàn trường thì chị có thể uh, nói thử cho em biết là cơ duyên nào là một này thứ hai là là tại sao lại lại, lại là đàn trường chứ không phải là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ một nữ khác chẳng hạn chờ sao hỏi bạn vậy <laughs> nghe của em mà có sao hỏi gì khó vậy <laughs> Hỏi xong mà tôi nói, nói à, tôi này nọ nha. Dạ, cái này okay. là chương trình ừ. hỏi nha. Mà, tất cả chuyện mọi người. xưa nha, chuyện bây giờ không nói nữa nhưng mà. Thì là chuyện xưa thôi. Tất cả những cái mối quan hệ mình gặp nhau đều là cái duyên hết. Mình vâng. chơi với bạn mình cũng là cái duyên. Đúng. Mình gặp một người chị nào thương mình cũng là cái duyên. Vâng. Tại sao người ta không thương người kia mà ta thương mình? Vâng. À, Khanh Chi rất là nhiều ca sĩ. Khanh Chi không hát, Khanh Chi là hát với Đăng Trường. À. Tại vì đang Trường rất đẹp trai. ờ à. Ok em hiểu rồi Mà Khánh Chi là thích là thích trai đẹp Vâng em hiểu luôn rồi Tức là bây giờ chị thích uh, chị hát và chị Thanh Thảo Là rung động Là 73% Mà hát và... đang trường là ngày xưa lúc còn ca sĩ trẻ Vâng Thì okay. Thì đang trường ngày xưa rất là đẹp trai mà vâng. nhảy rất đẹp Mà mặt rất là giống Hồng Kông mà thật sự ra là kiếm một người mà để xứng với lại với lại với lại khánh chi ngay thời điểm đó thì rất, rất là ít xong mà chị thanh thảo ra gì luôn đấy háo chị với đang trường là hát trước thanh thảo mà à, okay. chị đang trường là lúc còn con trai à, đó chưa nổi tiếng và nổi tiếng bắt đầu mới hát với thanh thảo và hiểu không ok em hiểu thì đó. ngày xưa đang trường đơn giản thôi là đang trường rất đẹp trai và hát rất hay và nhảy rất đẹp rất đơn giản câu trả lời và hoàn toàn chính xác và với lại khánh chi và một cặp song ca ngày xưa rất là đẹp đôi và rất tuyệt vời